Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 2, đó là bài Sự chuyển thể của nước ở trong quyển Khoa học lớp 4, bộ sách Cánh diều. Đầu tiên, các em có tình huống này. Vì sao quần áo ướt sau khi phơi một thời gian thì sẽ khô? Các em có biết vì sao khi mà người ta phơi quần áo thì sẽ khô không? À, bởi vì là khi mà chúng ta phơi quần áo ấy thì nhờ tác động của thứ nhất là gió này, thứ hai là tác động của nắng này và tác động của nhiệt độ môi trường, thì sau khi phơi một thời gian, nước ngấm vào trong quần áo, cái phần nước mà nó đã ngấm vào trong quần áo ấy, nó sẽ bị bay hơi và làm cho quần áo khô, làm khô quần áo. Như vậy là chúng ta đã xong được cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu đầu tiên là ngay ở phần mở bài. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng đi vào một số các phần lý thuyết của bài này nhé. Ở đây, các em quan sát nước trong các hình dưới đây, xem thử nó tồn tại ở thể lỏng, thể khí hay là thể rắn. Đây, hình ảnh thứ nhất là nước ở trong một cái sông, một cái con sông, đúng không? Như vậy nước ở trong phần ở một cái con sông đang trong xanh chảy như thế này thì nước nó tồn tại ở thể thể lỏng, đúng không nào? Đây là nước ở thể lỏng. Ở hình ảnh thứ hai là nước nó đang bị đóng băng lại. Khi mà nước đóng băng lại thành khối như thế này thì người ta gọi là nước ở thể thể rắn. Tiếp theo, kem nhìn thấy ở hình ảnh thứ ba này có phần nước ở thể lỏng này này. Này, nước ở thể lỏng này. Và một phần hơi nước đang bốc hơi lên này. Đây, hơi nước đang bay hơi lên, đúng không nào? Đây, các em nhìn thấy nó giống như một lớp sương mù, đúng chưa? Như vậy, ở hình ảnh thứ ba này thì nước nó vừa ở thể lỏng này, là phần nước này này. Và một phần ở thể khí, tức là phần nước này. Đấy. Như vậy, riêng hình ảnh thứ ba thì nước nó ở hai thể, vừa thể lỏng và thể khí các em nhé. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo như sau. Cho biết thể của nước trong các trường hợp sau. Nước trong khay trước và sau khi chúng ta cho vào ngăn đá tủ lạnh 8 giờ. Trước khi chúng ta cho vào ngăn đá, đây chúng ta đang rót nước từ bình nước vào cái khay làm đá đây. Thì trường hợp này khi mà chúng ta mới lót nước vào trong khay thôi, chưa cho vào ngăn tủ lạnh, thì nước nó đang ở thể gì đấy? À, đang ở thể lỏng đây các em. Nó đang chảy được đây này. Thì đây là nước ở thể lỏng, đúng không? Như vậy, chúng ta có ý thứ nhất này. Nước trong khay trước khi cho vào ngăn đá thì nó ở thể lỏng. Tiếp theo là sau khi cho vào ngăn đá tủ lạnh 8 giờ, 8 tiếng thì nước nó sẽ chuyển sang thể rắn, đúng không nào? Đấy, nó thành các cái viên đá như thế này, tức là chuyển sang thể rắn. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Sau khi cho vào ngăn đá tủ lạnh 8 giờ, nước ở thể rắn, hoặc các em có thể nói là nước chuyển sang thể rắn cũng được. Xong được câu hỏi số 1 này. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang câu tiếp theo như sau. Cho biết thể của nước trong các trường hợp sau. Nước đá trong cốc, đây là chúng ta có nước đá ở trong cốc. Trước và sau khi đặt ra ngoài không khí 1 giờ. Đây chúng ta có các viên nước đá. Cái viên nước đá này nó đang tồn tại ở thể gì đây? Nó là các cái viên này. Này, các cái viên. Như vậy nó đang tồn tại ở thể thể rắn, đúng không? Như vậy là nước đá trong cốc trước khi mà chúng ta đặt ra ngoài không khí thì nó ở thể rắn. Còn sau khi đặt ở ngoài không khí 1 giờ thì nước này nó chuyển sang thể thể lỏng, tức là những cái viên đá này nó tan ra, nước chuyển sang thể lỏng. Khi đặt ngoài không khí 1 giờ, cốc nước đá chuyển sang thể lỏng. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Hoàn thành sơ đồ sự chuyển thể của nước theo gợi ý sau này. Nước ở thể lỏng, nếu đông đặc lại thì nó chuyển sang thể gì?
Sau đó nó nóng chảy thì nó chuyển sang thể gì? À, các em hãy dừng lại suy nghĩ một chút. Sau đó thì các em sẽ đi đối chiếu với phần bài chữ của cô nhé. Ta có này, nước ở thể lỏng, nếu như mà chúng ta đông đặc, để đông đặc nó thì nó sẽ chuyển thành thể rắn. Nước ở thể rắn khi mà chúng ta làm nóng chảy nó thì nó lại quay lại thể lỏng. Như vậy, ở hỏi chấm thứ nhất, các em sẽ điền cho cô là thể rắn. Ở hỏi chấm thứ hai, các em sẽ điền cho cô thể lỏng. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu sự bay hơi và ngưng tụ của nước. Các em cần chuẩn bị một bình nước nóng và một cốc có nắp. Tiến hành này, các em rót nước nóng vào cốc và các em quan sát bề mặt bên trên của nước. Khi mà chúng ta rót nước nóng vào trong một cái cốc thì các em quan sát vào bề mặt bên trên thì chúng ta thấy có phải là có hơi nước bay lên không? Đúng không? Như vậy quan sát ở mặt phía trên thì chúng ta có thấy là có hơi nước bay lên. Được chưa? Sau đó các em đậy nắp cốc lại. Chúng ta lấy một cái nắp, chúng ta đậy lại cái cốc này đang nóng. Khoảng 3 phút sau, các em mở cốc ra thì các em thấy cái mặt dưới của nắp cốc nó sẽ có những cái giọt nước lấm tấm hoặc là li ti. Đúng không? Sẽ có những cái giọt nước nó đọng lại ở phía bên cái mặt dưới của cái nắp cốc khi mà chúng ta đậy trên cốc nước nóng. Bởi vì là cái phần hơi nước này nó gì? Nó bay hơi lên, nó bay hơi lên thì nó gặp cái gì đấy? Gặp cái nắp cốc này. Thì nó không bay lên được nữa, nó ngưng tụ ở đấy thì nó lại chuyển thành các cái giọt nước nhỏ li ti. Có phải không nào? Vậy hoàn thành sơ đồ chuyển thể của nước theo gợi ý sau này. Nước ở thể lỏng khi bay hơi. Khi bay hơi thì nó chuyển thành thể thể khí, đúng không nào? Và sau đó nước ở thể khí ngưng tụ lại thì nó lại tiếp tục trở thành là thể lỏng. Như vậy chúng ta có sơ đồ này. Nước ở thể lỏng bay hơi thì chuyển thành thể khí. Sau đó nước ở thể khí khi ngưng tụ thì chuyển thành là thể lỏng. Vậy các em sẽ điền hỏi chấm đầu tiên, các em sẽ điền cho cô là thể khí này. Hỏi chấm tiếp theo, các em sẽ điền cho cô thể lỏng. Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước theo gợi ý dưới đây. Nước thì nó sẽ như thế nào đấy? À, nước thì nó sẽ bay hơi để tạo thành hơi nước, đúng không? Các em sẽ dùng các cái cụm từ, bốn cụm từ ở phía trên này này, các em sẽ điền vào các cái phần bốn cái phần hỏi chấm tương ứng. Đấy. Thì chúng ta có nước ở trong cốc thì sẽ như nào? Bay hơi để tạo thành hơi nước, đúng không? Sau đó hơi nước thì nó sẽ gì? Ngưng tụ để tạo thành nước. Rồi, nước thì nó sẽ đông đặc để tạo thành nước đá. Và nước đá nóng chảy, nó chảy ra để tạo thành nước. Như vậy, có phải chúng ta có vòng tuần hoàn của nước như sau? Ta có vòng tuần hoàn nước như sau. Đây, nước, hỏi chấm đầu tiên, kem điền cho cô cụm từ bay hơi để tạo thành hơi nước. Ở hỏi chấm thứ hai, kem điền cho cô cụm từ ngưng tụ. Hơi nước ngưng tụ để tạo thành nước. Ở hỏi chấm tiếp theo, kem điền cho cô cụm từ đông đặc. Ta có nước đông đặc để tạo thành nước đá. Và ở phần hỏi chấm cuối cùng này, kem điền cho cô cụm từ nóng chảy. Như vậy, nước đá nóng chảy để tạo thành thành nước. Đúng chưa? Những bạn nào chưa hoàn thành xong sơ đồ này thì các em có thể dừng lại để tiếp tục hoàn thành cho xong. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Em có biết này, sáng sớm mùa đông thường có sương mù do hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ li ti làm hạn chế tầm nhìn. Tuy nhiên, sương mù thì không tồn tại lâu sau bình minh.
những dòng nước nhỏ li ti trong sương mù sẽ bay hơi khi nhiệt độ môi trường tăng lên. Buổi học hôm nay cô và các em chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Tiết học tiếp theo cô và các em chúng ta sẽ đi nốt tất cả những cái câu hỏi còn lại. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.